khép lại ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Vietravel vinh dự góp phần tạo nên thành công của sự kiện bằng nhiều hoạt động thú vị. 2.210 lượt khách mua tour là con số kỷ lục cao nhất trong suốt các kỳ diễn ra ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Con số này minh chứng Vietravel đã có chính sách và đường lối kinh doanh phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài tham quan tìm hiểu tour lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, rất đông du khách đã mua tour khuyến mại đến 65%. Theo thống kê các tuyến miền Bắc, miền Trung, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, tour Đông Nam Á, Hàn Quốc, Trung Quốc và Dubai bán chạy nhất. Chùm tour Free and Easy Singapore, nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm Strip 5 sao, dịch vụ phòng tại Villa Vinpearl Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cũng hút khách bởi mức giá hấp dẫn giảm đến 65%. Tổng kết sau 4 ngày hội, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3, tổng doanh thu Vietravel đạt được trên 21 tỷ đồng. Đặc biệt trong lễ trao giải thưởng du lịch hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào tối ngày 26 tháng 3 năm 2016, Vietravel vinh dự đạt 5 danh hiệu lớn: Top 10 doanh nghiệp lữ hành outbound hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh, Top 10 doanh nghiệp lữ hành inbound hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh, Top 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh, Top 10 hãng vận chuyển du lịch hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh và Top 5 website thương mại điện tử du lịch hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh.